Thưa quý vị, hướng về lễ Vu Lan, một trong những đại lễ báo hiếu quan trọng trong những ngày tháng 7 âm lịch này. Nhiều câu chuyện xúc động về nghĩa mẹ, tình cha cũng đã và đang được nhiều nghệ sĩ Việt ấp ủ và chia sẻ thông qua âm nhạc. Tất cả nhằm lan tỏa thông điệp về chữ hiếu, về lòng biết ơn đối với những đấng sinh thành. Đóa hồng Vu Lan lần này đó, nó cũng là một trong những cái cơ duyên. Cơ duyên là có nghĩa là thành viên của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đó, với lại là Trung ương 2 đó, thì có đề nghị với Trường Kha là cố gắng là sáng tác một ca khúc để làm sao làm mới cái dòng nhạc Phật, nhất đặc biệt là trong lễ Vu Lan, về cái lễ dân y và cái lễ cài hoa hồng. Thực ra là một tháng trời đi qua nó cũng không có sáng tác được. Sáng tác nó lạ lắm, nó có những cái phải ăn vào trong cái trái tim mà nó cảm vào trong những cái khoảnh khắc riêng tư của chính mình. Thì tự nhiên một ngày đó, những cái ngày lễ Vu Lan như thế này thì thực ra nó làm cho mình nhớ lắm. Cái khoảnh khắc nhớ đó nó làm cho Trường Kha có được bài Đóa Hồng Vu Lan trong vòng chỉ có 5 phút thôi là sáng tác được cái bài này. Không chỉ cho ra đời một sáng tác mới nhằm phục vụ cho đại lễ Vu Lan năm nay, Trường Kha và ekip của mình còn mang đến cho những bà con ở vùng sâu, vùng xa thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng một đêm nhạc chưa từng có. Đêm nhạc mang âm hưởng nhạc thiêng về phố núi, bao gồm cả phần lễ lẫn phần hội, được đông đảo các nghệ sĩ trẻ hưởng ứng và trau chuốt qua từng khâu, từng tiết mục mang tên Cha Mẹ Đời Thầm Thiêng. Chính cái chữ thầm thiêng đó, nó làm cho mọi người cứ nghĩ rằng là sao nó cứ mơ mơ hồ hồ, là cái sự không thể nào đong đo cân đếm được cái công sức của cha mẹ. Có thể nói là ở đây là một trong những nơi đầu tiên mà một đoàn nghệ sĩ mà có rất là nhiều nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh và ekip về đóng góp cho nơi này. Không có phải đơn giản là một cái phạm trù về cái lễ Vu Lan hay là một cái mùa tháng 7 không, mà nó nói một cái tính tổng quát rất nhiều về những cái văn hóa của cái ngày tháng 7. Bên cạnh những show diễn lớn về nghệ thuật nhân sinh, trong mùa Vu Lan báo hiếu này, nhiều ca nhạc sĩ tên tuổi cũng đã và đang lần lượt cho ra đời nhiều tác phẩm mới. Có thể kể đến như MV Tân Cổ, Nghĩa Mẹ Tình Cha của nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, hay album Hoa Hồng, Hoa Trắng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, các nghệ sĩ mong muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến người nghe, giúp họ trân quý hơn từng khoảnh khắc bên gia đình, đặc biệt là đấng sinh thành. Đối với nhạc cha mẹ hay là một Vu Lan thì chúng ta có nhiều đề tài rất là để mà khai thác, thực sự là rất là hay và ý nghĩa. Vậy là mình không sợ là phải làm như thế nào để người ta ngồi lại nghe, mà mình sợ làm không hết, mình chỉ biết cố gắng hết sức thôi, không đặt dấu chấm hỏi nữa, và chỉ biết hát, đàn và hát. Thông qua âm nhạc và nghệ thuật, những ca sĩ, nhạc sĩ, những người làm chương trình mong muốn truyền tải trọn vẹn thông điệp tới người xem để một mùa Vu Lan nữa lại về, chúng ta lại được một lần nữa sống chậm lại để trở về với cõi yêu thương và bình an nhất trong lòng mình. Đó chính là mẹ cha, là gia đình.